Hôm nay em sẽ test cho mọi người nghe thử cái chất âm của cái con Pontus 15TH này bằng một cái bài hát rất là đơn giản thôi ở trên trên YouTube luôn mọi người nhé. Một khúc dân ca, một câu quan họ. Thì ở đây em đánh với cái âm ly đèn của Kain và một đôi loa Dinaudio.
là test cho mọi người nghe nhạc vàng từ YouTube nhá. Em xin phép là test một đoạn như vậy thôi, vì là khi mà chúng ta test cả bài thì có thể là liên quan đến cái vấn đề bản quyền mà YouTube nó có thể là nó sẽ không cho mình đăng lên nữa. Thế thì mọi người đánh giá như thế nào về chất âm của cái Pontus 15TH này khi mà chơi nhạc vàng? Mọi người nghĩ như thế nào thì bình luận xuống phía dưới video nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá, cùng nhau chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Xin chào.